Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi một bản tin của tờ Nhật báo Người Việt. Cộng sản Việt Nam không nói thật về nợ công mà người dân đang gánh. Nợ công đúng là thuộc sở hữu toàn dân. Việt Nam có hàng triệu người buôn gánh bán bưng và có cả những chiếc siêu xe khoe mẽ trên đường. Ngân sách nhà nước Cộng sản Việt Nam thu không đủ bù chi, nên hàng năm phải vay nợ cả trong và ngoài nước mới có đủ tiền để thực hiện các dự án đầu tư công cũng như nuôi guồng máy đảng và nhà nước công cần. Bởi vậy, nợ công của Cộng sản Việt Nam chồng chất năm này sang năm khác không bao giờ giảm bớt mà người dân sẽ phải trả. Nhà nước Cộng sản Việt Nam không báo cáo ở Quốc hội mức nợ công hiện nay cũng như mỗi người dân đang phải oằn lưng gánh là bao nhiêu. Hôm 23 tháng 5, ông Trần Sĩ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, chỉ báo cáo theo nhiệm vụ của ông ta trong phiên họp đầu năm của Quốc hội Cộng sản Việt Nam về tổng số nợ công của chế độ tính đến cuối năm 2020 và nếu chia đều ra, mỗi người, bất kể già trẻ lớn bé, mỗi người phải gánh là bao nhiêu. Theo tờ Dân Trí, ông Trần Sĩ Thanh báo cáo là dư nợ công đến cuối năm 2020 là hơn 3,52 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019. Nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng cho một người và có xu hướng tăng qua các năm. Không thấy ông ấy nói gì đến khoản nợ công trong năm 2021 và năm nay dự trù phải vay thêm bao nhiêu. Ngân sách nhà nước Cộng sản Việt Nam thu không đủ bù chi nên hàng năm phải vay nợ cả trong và ngoài nước mới có đủ tiền để thực hiện các dự án đầu tư công cũng như nuôi guồng máy đảng và nhà nước cồng kềnh. Bởi vậy, nợ công của Cộng sản Việt Nam chồng chất năm này qua năm khác không bao giờ giảm bớt mà người dân sẽ phải trả đấy. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua, báo chí tại Việt Nam dẫn tờ trình của Bộ Tài chính báo cáo chính phủ về số tiền mà nhà nước phải trả nợ giai đoạn 2022-2024, khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tức là khoảng hơn 51 tỷ đô la. Ba năm qua, tình hình đại dịch gây ra bởi virus COVID-19 ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa để xuất cảng, đánh thuế lấy tiền nuôi chế độ bị ảnh hưởng theo. Ngân sách Cộng sản Việt Nam vốn dĩ thiếu hụt thường xuyên lại càng khốn đốn thêm khi hãng xưởng phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất. Những gì được nêu ra trên báo Vietnamnet, theo tờ trình kể trên, Cộng sản Việt Nam sẽ phải vay nợ trong năm 2022 tối đa là 673,546 tỷ đồng, tức là khoảng 29 tỷ Mỹ Kim, bao gồm vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương là 450.000 tỷ đồng, hơn 19 tỷ đô la, và vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 196.149 tỷ đồng, tức là gần 8,5 tỷ đô la. Huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ cho vay lại khoảng 26.697 tỷ đồng, tức là khoảng 1.153 tỷ đô la. Hồi tháng 10 năm ngoái, Cộng sản Việt Nam đã nêu ra con số nợ công hơn 3,7 triệu tỷ đồng, hay khoảng 160 tỷ đô la. Thời điểm này, mỗi người Việt Nam phải gánh mỗi người một khoản nợ công hơn 37 triệu đồng. Sang năm nay, vì nợ công tiếp tục gia tăng, mỗi người phải gánh khoảng 40 triệu đồng, hay 1.740 đô la. Cộng sản Việt Nam chỉ gọi là nợ công đối với các khoản vay của nhà cầm quyền trung ương và các địa phương, các khoản vay nợ được chính phủ bảo lãnh, không kể các khoản nợ của các công ty quốc doanh tự đi vay, trái với nguyên tắc tài chính quốc tế. Bởi vậy, tổng số nợ công của Cộng sản Việt Nam công bố bị chỉ trích là không hợp lý. Hồi năm 2016, theo ước tính của ông Vũ Quang Việt, từng là chuyên gia kinh tế của Liên Hiệp Quốc, nợ công thời gian này đã là khoảng 431 tỷ đô la, tức là bằng 210% GDP của Việt Nam. Khác xa với cái cách tính che đậy của Cộng sản Việt Nam để lúc nào cũng khoe là nợ công vẫn còn trong ngưỡng an toàn. Báo chí tại Việt Nam thuật theo bản báo cáo của Bộ Tài chính nói cho đến cuối năm 2022, nợ công của Cộng sản Việt Nam khoảng từ 45% đến 46% GDP. Cộng sản Việt Nam không có thói quen công khai minh bạch về ngân sách nhà nước, nên không ai biết đích xác những con số này thật hay ít nhất là gần đúng. Và thưa quý vị, tác giả Đỗ Nga trên trang Facebook cá nhân của mình có bài phân tích về tình hình nợ của khối doanh nghiệp và khối tư nhân. Anh Chi xin trích đoạn sau đây.
Theo lời của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, Kinh tế trưởng Viện Công nghệ và Phát triển Tài chính, Học viện Tài chính, thì khu vực tư nhân nợ 140% GDP. Với GDP Việt Nam năm 2021 là 290 tỷ đô la, thì số nợ của khối tư nhân là 406 tỷ đô la. Một con số thật là khủng khiếp. Khối tư nhân của nền kinh tế Việt Nam đang có tổng số vốn là 74 tỷ đô la, nhưng mà nợ thì lại lên đến 406 tỷ đô la, tức là nợ gấp 548% so với vốn. Đấy là chưa nói đến khối quốc doanh nha. Vậy thì các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm sao mà trả nợ đây? Vấn đề là khối tư nhân của nền kinh tế đang không còn vững mạnh nữa. Trong khi đó, khối doanh nghiệp nhà nước thì cũng nợ như chúa chổm, đồng thời lại làm ăn không hiệu quả. Tổng vốn của khối FDI chỉ bằng 27% khối tư nhân và chỉ bằng 20% so với tổng vốn của khối tư nhân cộng với khối quốc doanh, nhưng lại chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy là nền kinh tế Việt Nam đang bám trụ vào khối ngoại FDI để đẩy tăng trưởng. Tại sao các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam lại nợ như chúa chổm như vậy? Doanh nghiệp này sẽ làm gì để trả nợ đây? Vấn đề là thị trường vốn của Việt Nam đang méo mó, có lỗ hổng để các doanh nghiệp dưới chuẩn vay dễ dàng mới xảy ra cái tỷ trọng nợ trên vốn lớn như vậy. Như cái bài trước mà tác giả Đỗ Ngà đã phân tích, cửa mở cho những doanh nghiệp dưới chuẩn phát hành trái phiếu hốt tiền nhà đầu tư là một phần nguyên nhân không nhỏ gây nên chuyện này. Có doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay từ 10 đến 40 lần cái số vốn chủ sở hữu. Được biết trong quý 1 năm nay, hết 50,98% doanh nghiệp phát hành là doanh nghiệp bất động sản và 18,87% là doanh nghiệp ngành xây dựng. Tổng cộng hai loại doanh nghiệp này chiếm gần 70% nguồn vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu. Để có tiền trả nợ, nhóm doanh nghiệp bất động sản đã lũng đoạn thị trường, tạo ra hiện tượng tăng giá ảo, mục đích là tống hàng hốt tiền trả nợ. Vì vậy, để cho nguồn vốn xã hội chảy vào bất động sản nhiều quá sẽ gây ra hệ lụy như thế đấy. Nền kinh tế rất eo uột, nhưng con số tăng trưởng thì lại rất đẹp. Chính giá bất động sản bị thổi ấy được tính vào GDP. Doanh nghiệp yếu mà nợ nhiều thì tất nhiên rủi ro cao cho thị trường vốn. Chính thị trường vốn của Việt Nam một thời gian dài đã dung túng cho cái tình trạng ấy. Nguyên nhân là do nhóm lợi ích ngành chứng khoán gây ra. Đây là mối nguy khôn lường. Nếu hàng loạt doanh nghiệp không có khả năng trả nợ, thì thị trường vốn sẽ sụp đổ. Lúc đó nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như tôi đã nói, thị trường vốn Việt Nam đang yếu ở hạ tầng pháp lý, yếu ở con người điều hành, thiếu tính chuyên nghiệp và tất nhiên là thiếu tính minh bạch. Ngày 19 tháng 5, Thời báo Kinh tế Sài Gòn có cho biết nhà nước này đang hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Mất bò mới lo làm chuồng. Để đến bây giờ, khi mà những Tân Hoàng Minh, FLC đã làm tanh bành thị trường vốn thì mới lo hoàn thiện hạ tầng pháp lý. Thì đúng là bó tay, quá chậm rồi, chỉ có vá thôi chứ chữa làm sao được nữa. Nếu mà làm tốt ngay từ đầu thì đã không có những Trịnh Văn Quyết, những Đỗ Anh Dũng. Điều đáng nói là Trịnh Văn Quyết hay Đỗ Anh Dũng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần chìm nó còn kinh khủng hơn. Một khi hạ tầng pháp lý kém thì phải lọt lưới hàng loạt, chứ đâu thể chỉ lọt lưới hai người. Vì thế, việc bắt Trịnh Văn Quyết hay Đỗ Anh Dũng chỉ là bắt vài con dê ra để mà tế thần, hy vọng cái bọn dê khác không có theo lối cũ. Được biết, tới nay, các trái chủ của Tân Hoàng Minh vẫn chưa có nhận được đồng nào tiền hoàn trả của doanh nghiệp, mặc dù là Tân Hoàng Minh đã cam kết. Mới đây, báo chí cho biết Tân Hoàng Minh đang nợ 183 tỷ đồng tiền thuế. Chỉ có 183 tỷ đồng tiền thuế mà còn chây lì, thì không biết với con số 10.300 tỷ đồng của trái chủ Tân Hoàng Minh, họ sẽ thanh toán ra sao đây? Khó thật đấy chứ. Có thể nói rằng khối doanh nghiệp tư nhân nợ đến 548% so với vốn, thì bên trong thị trường vốn Việt Nam đang còn rất nhiều những cái Tân Hoàng Minh khác đang ẩn nấp ở trong đó. Vậy nên, nền kinh tế Việt Nam đang rất mong manh, thị trường vốn của Việt Nam rất rủi ro. Thị trường vốn Việt Nam hiện nay chỉ là một ung nhọt chưa vỡ mà thôi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin của tờ Nhật Báo Người Việt và phần bình luận của tác giả Đỗ Nga. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.